tiết lộ kết quả kiểm kê tài sản ở nước ngoài của 35 tài phiệt Nga, 35 nhà tài phiệt và quan chức Nga được cho là có quan hệ mật thiết với tổng thống Vladimir Putin đang sở hữu khối tài sản lên tới 17 tỷ đô la Mỹ khắp toàn cầu. Khối tài sản khổng lồ trên được thống kê bên ngoài lãnh thổ Nga, bao gồm tài sản ngân hàng, du thuyền, chuyên cơ, bất động sản xa xỉ ở London, Tuscany và French Riviera theo báo Anh Guardian. Trong số 35 nhân vật Nga bị điểm danh, gồm có 4 nhà tài phiệt giàu có nhất, người đứng đầu các công ty nhà nước, lãnh đạo đài truyền hình nổi tiếng, giám đốc cơ quan tình báo, cố vấn chính trị và thống đốc khu vực. Tiết lộ của Guardian cho thấy về bất động sản ở Anh có tổng trị giá hơn nửa tỷ đô la Mỹ liên quan đến các công ty, quỹ tín dụng hoặc người thân của 4 nhà tài phiệt Nga gồm Roman Abramovich, Alisa Usmanov, Oleg Deripaska và Igor Shuvalov. Báo Anh Guardian cho biết sẽ công bố chi tiết về những tài sản này trong những ngày tới đây. Khối tài sản bị kê biên toàn cầu bao gồm 35 biệt thự, 43 căn hộ sang trọng và 27 bất động sản khác, 7 du thuyền cùng 11 chuyên cơ trực thăng riêng. Tổng cộng đã phát hiện họ, 35 nhà tài phiệt và quan chức Nga có hơn 145 tài sản khác trên toàn cầu, báo Guardian cho biết, trong đó chỉ riêng 6 người liên quan đã sở hữu khối tài sản lên tới 2 tỷ đô la Mỹ có 26 tài sản liên quan đến nhà tài phiệt Deribasca, bao gồm số lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, một khách sạn trên giấy anper của Áo, một siêu du thuyền, một tàu hỗ trợ dài 60 m có sân bay lên thẳng và các tài sản sang trọng ở London, Paris, Washington và New York, cùng bốn biệt thự ở Sandrina. Cựu phó thủ tướng thứ nhất Nga Shuvalov được cho là cũng có hai chuyên cơ riêng, một chiếc Gulfstream G650 trị giá 65 triệu đô la Mỹ và một chiếc Bombardier Global Express. Ngoài ra, ông Shuvalov có liên quan đến ba bất động sản sang trọng trị giá khoảng 35 triệu đô la Mỹ nằm ở Scamorgut của Áo, Tuscany của Ý và Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhật báo của Anh còn liệt kê nhiều tài sản khác liên quan đến gia đình tài phiệt Nikolai Tokarev và nhiều người khác nữa. Ngoài một số tài sản nổi như biệt thự ở quảng trường Belgrave ở London, siêu du thuyền Dilba, Lena và Amor Vero, có liên quan đến các nhà tài phiệt Oleg Deripaska, Alisher Usmanov, Gennady Timchenko hay Igor Sechin, thì những tài sản chìm khác hầu như không ai biết tới, Nhật Báo Anh nhấn mạnh. Các nhân vật bị điểm tên như tỷ phú Abramovich, Tokarev và Shukalov vẫn chưa lên tiếng khi được yêu cầu bình luận. Còn phía người phát ngôn của nhà tài phiệt Deripaska cho biết, không rõ những bản kiểm kê tài sản này ở đâu mà có và nó có phục vụ gì cho lợi ích cộng đồng hay không. Đồng thời người này lên án hành động nhà chức trách London khi đã tịch thu một số tài sản vốn thuộc sở hữu của họ hàng ông Deripaska. Tất cả tài sản và tài sản mà ông Deripaska sở hữu đều được mua lại hợp pháp. Thực tế ông Deripaska trở thành nạn nhân của động cơ chính trị, người phát ngôn của nhà tài phiệt này nhấn mạnh. Người phát ngôn của ông Usmanov cũng lên tiếng, toàn bộ tài sản của ông Usmanov được gây dựng thông qua các khoản đầu tư thành công, đôi khi rủi ro, đó là bản chất của hoạt động kinh doanh, Do đó, việc quy kết nguồn tiền của ông ấy không minh bạch là không chính xác và làm tổn hại đến danh tiếng của ông Usmanov với tư cách là một doanh nhân trung thực và một nhà từ thiện. Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine hôm 24 tháng 2 đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã tùng loạt đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và các nhà tài phiệt của nước này với cáo buộc có liên hệ mật thiết với Tổng thống Putin. Mỹ trao thưởng 114 tỷ đồng cho người giúp tịch thu tài sản của tài phiệt Nga. Chính phủ Mỹ đã tung ra chương trình mới nhằm thu hút người dân tham gia săn lùng tài sản của giới tài phiệt Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, theo USA Today. Bộ Tài chính Mỹ đã treo thưởng tối đa 5 triệu USD, tương đương với 114 tỷ đồng cho người Mỹ cung cấp thông tin dẫn đến việc tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga. Phần thưởng là một phần trong nỗ lực của các quan chức Mỹ nhằm trừng phạt các nhà tài phiệt có quan hệ với chính phủ Nga trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Daily Mail. Theo chương trình mới, bất kỳ công dân nào cung cấp thông tin dẫn đến việc khống chế, thu giữ hoặc tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt đều có thể yêu cầu phần thưởng 5 triệu USD, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Thậm chí khoản thưởng còn có thể lên tới 5 triệu USD theo Vice nếu Bộ Tài chính cảm thấy thông tin được cung cấp giúp họ tịch thu được khối tài sản đáng kể hơn. Tài sản có thể bao gồm du thuyền, chuyên cơ riêng và tài sản thuộc sở hữu của những người Nga giàu có khác khi chúng nằm ở Mỹ. Tài sản cũng có thể bao gồm bất kỳ khoản tài chính nào dưới tên của các nhà tài phiệt Nga. Nhiều tài sản của một số doanh nghiệp và tài phiệt Nga đã bị tịch thu trên toàn cầu sau khi nhiều quốc gia công bố các lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép để Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thông báo hôm 16 tháng 3 từ Bộ Tài chính Mỹ nói rằng chính phủ nước này và các đối tác khác trên toàn cầu đã thu giữ tài sản trị giá hàng trăm triệu USD từ các nhân vật có liên quan tới chính phủ Nga. Washington trước đó đã công bố một lực lượng đặc nhiệm tên là FREPO nhằm thực thi các lệnh trừng phạt với Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2. Lạm phát của Nga chạm mức cao nhất kể từ năm 2015. Bộ Kinh tế Nga ngày 16 tháng 3 cho biết, lạm phát tại nước này đã tăng lên mức 12,54% trong 12 tháng tính đến ngày 11 tháng 3, mức cao nhất kể từ cuối năm 2015 và cao hơn mức 10,42% ghi nhận một tuần trước do đồng rúp mất giá đã khiến giá cả tăng vọt trước các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ của phương Tây. Trong khi đó, lạm phát tính theo tuần lại giảm nhẹ xuống 2,09% trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 3, từ mức 2,22% một tuần trước đó, vốn là mức tăng giá mạnh nhất trong một tuần kể từ cuộc khủng hoảng năm 1998. Theo số liệu của cơ quan thống kê Rostat, giá của gần như mọi thứ, từ đồ ăn cho trẻ em đến dược phẩm đều tăng mạnh trong tuần trước, trong đó giá đường và cà chua tăng hơn 12% lạm phát tăng mạnh khi đồng rút giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay và nhu cầu đối với một loạt mặt hàng từ thực phẩm thiết yếu đến ô tô có dấu hiệu gia tăng trước những đồn đoán rằng giá cả sẽ còn tăng cao hơn nữa. Với mục tiêu lạm phát hàng năm 4%, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất chủ chốt lên 20% vào cuối tháng 2. Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Friedman Bank cho rằng, điều kiện tiền tệ thắt chặt sẽ tạo điều kiện để lạm phát giảm tốc nhưng sẽ không thể ngăn chặn lạm phát vượt mức 20% trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Nga sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 18 tháng 3 và được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất. Mỹ cảnh báo đáng sợ dành cho những ai giúp giới nhà giàu Nga cất giấu tài sản. Theo Bloomberg, Bộ tư pháp Mỹ sẽ điều tra và truy tố những người, ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và bất cứ ai giúp giới nhà giàu Nga che giấu hoặc rửa tiền và tài sản xa xỉ của họ. Bloomberg dẫn nguồn một quan chức giấu tên cho biết để giám sát lệnh trừng phạt, một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ được thành lập để chuyên đóng băng hoặc thu giữ tài sản của các nhà tài việt Nga và những người khác. Quan chức này đã cung cấp cái nhìn sâu lần đầu tiên về hoạt động của nhóm được gọi là lực lượng đặc nhiệm Klepto Capture, được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland công bố. Trước đó ngày 2 tháng 3, ông Galan cho biết, chúng tôi sẽ không để xảy ra bất cứ điều gì trong nỗ lực điều tra, bắt giữ và truy tố những kẻ có hành vi phạm tội che giấu cho những nhân vật có tên trong danh sách trừng phạt Nga. Quan chức này cũng dẫn chứng một trường hợp gần đây đã bị các công tố viên liên bang ở New York buộc tội. Nhà sản xuất của Fox News, Jack Hanick, đã bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng cách giúp Konstantin Madofeyev, một ông trùm kinh doanh người Nga bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2014, khởi động một mạng truyền hình Nga. Hanik đã bị bắt vào tháng trước tại London, từ đó Mỹ đang tìm cách dẫn độ anh ta. Hồ sơ của tòa án cho thấy các cáo buộc chống lại anh ta đã được niêm phong vào tháng 11 và một cuộc điều tra của FBI về hoạt động của anh ta đã có ít nhất một năm. Lực lượng đặc nhiệm đang tập hợp các công tố viên, đặc vụ, nhà phân tích và phiên dịch từ các bộ phận khác nhau để điều tra về những vi phạm quan chức này cũng cho biết một loạt tài sản có thể bị phong tỏa hoặc tịch thu nếu bị phát hiện bao gồm bất động sản cổ phần của công ty tài khoản ngân hàng du thuyền máy bay đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật